Mua Yamaha tiết kiệm nhất qua cực chất. Tải ứng dụng My Yamaha để trúng thưởng 5 xe Genus và 100 đồng hồ Apple Watch. Tặng 2 triệu đồng thì mua Grande hoặc Genus, 7 triệu đồng thì mua Frico S, 5 triệu đồng thì mua Frico bản tiêu chuẩn. Bởi vì an toàn ở ngoài muốn vô á thì phải có cái số mật mã cái người ở trong nhà biết thì mới là vào được, mình bấm đi đột nhập trong nhà chị. Em nhớ số không? Em không tự động vô. Nhớ đây là nhiều nhà. Bởi vậy hôm bữa cô nói ước gì cô nhỏ lại để đi học, đâu cần đâu, tuổi nào cũng đi học được mà. 202 khách vào nhà xin mời. Này nhà. Chứ cái gì? Ủa vậy rồi hả? Trời sao tham quan cái đó trước vậy? Trời ơi sao nó nhỏ xíu vậy chị? Ủa như đây rồi hả? Chứ cũng đâu có lớn đâu em. Hiện tại Kim Huyền đang sống trong căn phòng chỉ khoảng 10 mét vuông. Trời ơi. Đi có lầu, có lầu. Cái này ngồi được không? Ê tưởng tưởng tưởng. Cái đó không phải cái ghế, cái bàn của chị đó. Cái bàn của chị làm gì? Của người tí hoa. Không phải ghế. Trời ơi trời. Ủa vậy nhà cái gì cũng nhỏ nhỏ bé bé xinh, nhưng mà rất là xinh. Trời ơi là trời. Tivi cũng nhỏ chiếu. Còn tivi lớn vậy đó hả? Ừ. Vậy là trên này còn gì đây? Dễ thương bộ. Nhưng mà rất nhìn là xinh, rất là xinh xắn, rất là dễ thương. Rồi ví dụ nhà vậy rồi tới hồi mùa lạnh này đồ lạnh đâu? Em thích vậy đồ đó. Chị để trong nhỏ nhỏ vậy đó. Mình đi học xa mà. Tủ thì mình để trong vali. Nói chung ở đây là tiết rất là tiết kiệm không gian. Vui thiệt. À, đây đồ lạnh để ở đây là tủ quần áo đây hả? Mua nào mình để mua đó. Ê, cái gì? Cái này góc học tập của chị đây hả? Ở trong lớp có môn học mà Sakubun tức là viết văn. Ồ, nó mình tập làm văn vậy hả? Đúng rồi. Tập làm văn nhưng mà bằng tiếng Nhật. Itsumo hitori de nanika oshimasu. Sokuji toka kisaten ni haru koto eiga o miru koto zenbu de ichiban sabishii koto wa byuki no toki desu. Tokidoki watashi wa watashi ni doushite nihon e ikimashita ka to kikimasu. Betonamu de ii shigoto ga arimasu. Sore wa kayoku to tomodachi to omoidashimasu. Ok, đừng ngồi xuống đây. Đó là những chuyện em cũng định hỏi chị. Cái thường thường cái hào quang mà không ai mà muốn bỏ hết trơn. Mình không phải cái nghề thông thường, nghề mình là nghề mà có khán giả. Mà chị lại bỏ chị qua đây. Thực sự chị rất hợp với nước Nhật. Thứ nhất, ngày xưa đi du lịch một lần thì chị đã thích Nhật. Có những điều từ nước Nhật chị cảm thấy là rất là ngạc nhiên. Về con người, về cuộc sống, về khí hậu ha. Nói chung là chị hâm mộ nước Nhật. Nhất là về cái nội lực, cái khả năng mà vượt qua gian khó của họ trong những cái biến cố, ví dụ những cái trận động đất đó, thiên tai đến với họ và họ rất là mạnh mẽ để vượt qua. Và chị muốn đến đây để chị nhìn thấy, chị tiếp cận và chị muốn mình học hỏi được một số điều đó. Nay đến đây thì em cũng có hai món quà tặng cho chị. Trời, có quà nữa. Hai món quà tặng cho chị. Ăn được. Đảm bảo là chị sẽ bất ngờ. Đây. Thấy gì chưa? Bà bé Luận à, Kim Huyền gắn bó với sân khấu kịch của mình quá lâu. Kim Huyền cũng gắn bó với bản thân tôi cũng quá lâu. Thành ra là mình không thể nhớ là nó xuất hiện lúc nào và bao giờ thì nó không xuất hiện nữa. Cho tới bây giờ khi mà nó đã qua Nhật rồi thì trong sân khấu ai cũng nhớ nó hết. Mai mốt đây là nó sẽ xuất hiện nữa đó. Cái tâm lý chung là như vậy. Đúng không? Mà... Nhớ bà Kim Huyền quá bà nội. Tuần nào cũng dính với bà rồi. Và diễn quan gia nè.
sống được không cưng biểu. À, chị đánh giá về cái con người cũng như cái năng lực diễn viên của chị ấy như thế nào? Trời, con Quyền anh nói là con nhỏ mà cái nội lực của nó khủng khiếp. Ghê gớm. Người thì chút xíu à, nhỏ con không biết sao đóng được người lớn luôn rồi đó, lúc nó mới về nó vẫn biết kiếm cái da mà em đóng luôn nó Quyền. Nhỏ xíu mà coi như là cho đến lúc mà 30 mấy 40 tuổi vẫn còn đóng con nít. Mẹ phe em nha, thầy chỉ lỗi tuổi gì cho phe em. Nếu mà cái này là không ai thấy nó được hết trơn. Chị đi là chị không nhớ gia đình, không nhớ bạn bè, không nhớ gì nào. Chị có trái tim mà chị phải nhớ chứ, nhớ gia đình, nhớ mẹ. Nó bây giờ mẹ ở với ai? Ông mình. Chị ước một lần chị đường này chị có đây. Mà thật sự lúc chị đi thì cũng suy nghĩ kỹ, mẹ chị lớn tuổi rồi. Mà chị đi như vậy chị có thấy là bất hiếu hay không? Thật sự cái điều mà chị rây rứt nhất khi ra đi, cái nghề là một chuyện, nhưng mà cái điều mà lớn nhất mà chị luôn luôn phải suy nghĩ là mẹ chị. Nên cái điều đó nó cứ trong lòng chị. Nếu mà có buồn là khi suy nghĩ về điều đó. Thế thật sự ở đây chị ít có khóc lắm. Thì cuộc sống ở đây học hành rồi công việc mọi thứ như lại rèn cho chị cái sự mạnh mẽ nữa. Mà tự nhiên bữa nay em làm chị khóc. Nhưng mà vậy lúc mà chị đi á thì gia đình không có cản à, mẹ chị không có cản. Mẹ chị chỉ cản chị một lần là lúc mà chị thi vào trường nghệ thuật thôi. Còn sau đó mẹ biết là tất cả mọi quyết định của chị đều đúng hướng thì mẹ không bao giờ mẹ cản. Thì khi chị làm hồ sơ đó, nhà chị cũng không biết đâu, cũng không ai biết hết. Thì khi mà có visa rồi thì ở nhà mới biết. Tại chị luôn luôn làm mọi điều xong mà chị mới nói. Thì chị lo nhất là mẹ cản, nhưng mà mẹ không có cản. Chị rất là ngạc nhiên, mẹ nói là cứ đi đi, mẹ cũng lo tương lai cho chị. Sợ là nếu mà không còn diễn nữa thì chị không biết làm gì á. Tổ chức của bên Nhật qua đến nhà mình nói chuyện với mẹ
thì sẵn có một cơ hội này, một cái dịp may này để mẹ trao đổi với con, là mẹ cũng rất là nhớ con, nhưng một người mẹ là phải hy sinh hết tất cả cho con để con theo dõi trên con đường sự nghiệp cho con cho được vững chãi, và con cố gắng con phấn đấu để mà đạt được cái mục đích của con trong cái nghề nghiệp gì đó mà con đã đi qua bên bỏ nghề nghiệp bên đây mà đi qua bên nghiệp để mà tạo cho con một tương lai mới hơn. Thì con nên cố gắng nha, và giữ gìn sức khỏe, ăn uống cũng có giờ giấc nữa con, để con có sức khỏe của con là sức khỏe của mẹ, để làm cho mẹ và gia đình anh chị được vui, các cháu được vui, và cũng thường xuyên nữa mà nhắn về nói chuyện với mẹ cho mẹ vui nha con. Dạ. Thôi là mẹ có đôi lời như vậy thôi, cho con cũng đã trưởng thành rồi, nói nhiều thì đánh con cũng hơi khó, con cũng không có thích. Cảm ơn. Thật sự là không nghĩ là có những món quà như thế này, mà sự gì đó giờ cũng không có thích để gia đình lên cho mọi người biết như thế nào á. Tính mình muốn là mình thành một người mạnh mẽ mà không bên ngoài nghề nghiệp ra thôi, thì cuộc sống cứ để cho một cái gì đó gọi bằng phía sau dấu kính hoặc là cái gì đó, mình cũng không phải là người nổi tiếng lắm để biết được về những cái đời tư riêng ở ngoài. Nhưng mà lần đầu tiên là có những cái có clip như thế này. Nếu thật sự Quyền ở Việt Nam thì chắc chắn Quyền không cho quay, chắc chắn. Nhưng mà không hiểu sao mẹ không nói cho mình biết cái điều này. Nếu có nói chắc cũng không có cho quay đâu. Nhưng mà khi có rồi thì thật sự cảm ơn mọi người đã làm cái chương trình này. Tại vì hiếm khi nào Quyền khóc trước mặt mẹ và chị mình. Có thể nói là hiếm, rất hiếm. Khóc với bạn bè có, khóc với nhân vật của mình có, khóc với những cái hoàn cảnh ngoài đời có, mình gặp, mình tiếp xúc có không. Nhưng mà tuyệt nhiên trước gia đình, Quyền là một người rất, rất là cứng rắn. Và một người, cái hình ảnh của Quyền trong nhà là một người rất là khó chịu, khó ưa luôn. Rất là lạnh lùng, không thể hiện tình cảm của mình ra. Có nói, không bao giờ nói con thương mẹ, không bao giờ nói, chưa bao giờ nói điều đó. Nhưng mà Quyền mong mẹ Quyền biết rằng Quyền rất thương mẹ. Thật sự cảm ơn. Tẩy trang xong nữa. À, chỗ em ở đó hả? Dạ. Chỗ em ở cùng một bạn người bạn. À, coi như là chia ra với căn nhà nhỏ dưới này thì mỗi người là con khu này là phòng riêng của em. Dạ. Cũng có món quà để mà dành tặng cho em buổi tối ngày hôm nay, thì hy vọng là cái món quà này sẽ giúp cho em ngủ ngon hơn. Được không? Được. Sẵn sàng chưa? Anh đã chuẩn bị sẵn hết tất cả mọi thứ rồi. Thì bây giờ mở lên nha. Tưởng nó quà là laptop chứ. Oh wow, anh không có điều kiện như thế. Không, nhưng mà anh nghĩ là cái món quà này nó sẽ còn giá trị hơn cả laptop nữa. Bây giờ em chọn, em đeo cái này đi nha. Rồi. Vào một ngày hè trộn tiếng ve sầu, chúng tôi đến với thành phố Tây Ninh để thăm lại ngôi trường cấp 3 của người mẫu Ngọc Châu mà cô đã gắn bó suốt thời trung học phổ thông. Từ lúc cô nhận lớp là lớp 10 năm á, thì ấn tượng của cô cũng giống như các giáo viên bộ môn và các bạn trong lớp á, là ấn tượng về chiều cao của em ấy. Ở thời điểm lúc bấy giờ á, mà cao 1m74 như thế thì đó là một chiều cao rất là lý tưởng. Cho nên hầu hết là ai đi với em ấy và đi nhìn thấy cũng đều là ngước nhìn. Châu là một trong những em khá thông minh, học toán lý hóa rất là khá. Thì những em học sinh mà có cái khả năng tư duy như vậy, thường các em học văn cũng sẽ rất là khá. Trời ngôi trường trung học phổ thông Tây Ninh, chúng tôi đến thăm ngôi nhà của gia đình Ngọc Châu. Xin chào mấy em mới tới. Thay nhiên hồi xưa thì chị bé Châu 10 tuổi, là bé Châu 5 tuổi, thằng trai Út mới 21 tháng. Rồi ba bé Châu mà, người cô phải ráng gồng gánh để nuôi con. Đó, hồi lúc đó là ba bé Châu mất là cô hết tiền luôn. Không còn tiền để đi làm, cô mới ráng, cô mần.
nó ăn uống cực lắm. Mẹ con ví dụ như mua cá cơm hay là cái gì vậy đó, khô rồi vậy đó, về cái kho quẹt quẹt à, cho nó ăn bậy, nó nuôi cho nó lớn qua ngày thôi, chứ hồi đó con không có hy vọng mà để ăn sang mặc đẹp hay là cái gì hết trơn, mình đâu có khả năng. Có bữa thì cô đi làm về tới chiều, về thì trời mưa, về chưa có kịp, nhà chị em với ôm nhau khóc, kiểu về lật đật về thấy con khóc, hỏi sao rồi con, tụi con ở nhà con khóc dữ vậy, trời mưa sợ mẹ đi luôn mà mẹ không có về, nếu mẹ không có đi đâu, giá nào mẹ cũng về hết, đi đâu mẹ cũng phải về hết chứ, mẹ đâu có đi đâu mà tụi con sợ, không có đâu, mẹ nuôi tụi con chứ mẹ không có bỏ, kiểu nhỏ mà đi thì sợ bỏ nó nhà khóc. Cô khổ lắm, hồi nhỏ tụi nó hồi nhỏ cô khổ dữ dằn. Hồi đó tao nói nó bệnh, con trâu nó bệnh suốt một tháng 30 ngày là nó bệnh 29 ngày á, rồi mà chưa có tiền tới đâu nó bệnh tới nữa rồi. Hồi đó ai đây ai cũng nói nó chết hết, chứ không, nó sống nó ốm dữ lắm, nó có chút xíu à, mà lúc ba nó còn sống á là có khi ba nó chở nó đi bác sĩ ngày hai lần á. Thì nó lớn lên nó đi học thì cô cũng gặp khó khăn nhiều lắm. Nói đi học ở đất thành phố mà cô Mần một tháng cô chỉ cho có 1 triệu thôi. Nói ráng con ơi, ăn uống sao 1 triệu thôi chứ mẹ không có khả năng nữa. Nó nói mẹ ơi, bây giờ đi đất thành phố cái gì nó cũng cao giá hết trơn, 1 triệu còn sống không có đủ. Nói thôi con ráng cố gắng đi, chị con ra rồi thấy chị con phụ mẹ. Cô thì giờ cô chưa có nghĩ cái khoản cô nghỉ hôn. Chứ sao hôn bây giờ này cô còn tự nghĩ, hồi đó cô sống với cha mẹ cô đó. Cô nghèo, cha mẹ nghèo, mình có chồng đó, cha mẹ không có của để cho mình. Mình ra một bước mình mần thua người ta. Mình ra cô trong lương tâm cô cứ nguyện là cố gắng cô mần thêm vài ba năm nữa. Con mình sau này nó có chồng có vợ, mình có một chút đỉnh gì đó, mình để mình cho nó chút đỉnh gì để cho nó trường theo người ta, để nó mần ăn. Cô hồi đó trời ơi cô khổ rồi, cô có chồng cô khổ rồi, cô sợ tới bây giờ luôn, cô sợ dữ dằn. Chợ sát bên mà có khi 2 năm trời cô không có tiền đi ra chợ. Tự suy nghĩ mình buồn khóc thường xuyên. Là thí dụ như về, thí dụ như người ta có một đứa con kề cận cũng được, cũng có tiếng hủ hỉ nhau. Không, còn cái này trơ trọi có mình, có khi đi đâu đi tới chiều tới tối về mở cửa vô cũng có mình, rồi quét dọn tắm rửa cũng có mình, rồi ăn uống xong rồi cái lên giỏng đưa cột kẹt rồi thì cũng vô phòng ngủ luôn cũng có mình. Nằm suy nghĩ nhiều khi nữa, người ta một mình thì không nói gì đi, mà mình giờ 3 đứa con mà bây giờ cũng vẫn sống một mình. Trong thời điểm ngày xưa còn nhiều khó khăn, vậy sao cô quyết định là mình dồn hết tiền để cất một cái căn nhà xây như vậy? Cô nói ra thì ai có cười cô cười, chứ cô cứ nghĩ vậy nè, tuổi mình còn trẻ, cô sợ sau này cô lấy chồng mà bây giờ này cái tiền của mà mình không cất nhà ở đây thì mình ôm số tiền để mình mê người ta, mình đi theo người ta, bỏ con mình vất vả không có nhà ở. Vì cô thấy nhiều người nó vậy dữ lắm, xây cái nhà mà lỡ mình có bước thêm bước nữa, mình có đi theo người ta nữa, con mình cũng có cái nhà kín đáo ở. Nó trong lòng cô nói thiệt, nào ai cô nói đi như vậy, ai có cười cô chịu, cái đó cô nói thiệt. Thì mình đàn bà mà mình có biết đâu, mình có biết là mình ở vậy mình nuôi con mình được hay không. Lúc các chị em của Châu còn nhỏ, có bao giờ cô nghĩ là mình sẽ đi thêm bước nữa không? Có chứ, cũng có chứ. Bây giờ có nhiều lúc cô mần á, rồi thấy cô bệnh, với lại thí dụ như giờ nhà cô thí dụ như có cái bao diêm để trước cửa, mà có chừng một người nữa thì khi khiêng cái bao diêm để lên xe nổi rồi. Mà cái này không có thì một mình cô phải chạy hết xóm cô mượn, ai người ta có rảnh ta mới lỡ khiêng phụ mình, chứ con mình còn nhỏ nó có khiêng. Nhiều lúc cô suy nghĩ cô cũng muốn có một người để kề cận bên mình, để mà người ta lo lắng cho mình đó, già để hủ hỉ nhau. Nói chứ đàn ông có người thì người ta cũng thiệt tình. Hồi đó cũng có ông theo cô nói khoan anh ơi, để em lo cho con em nó nên người hết, nó nên người hết chết mẹ nó còn đâu nữa. Cô nói thẳng luôn mà, vì con em còn nhỏ quá, em cái còn nặng nợ dữ lắm, để em lo cho con em nó nên người hết đi rồi tụi mình tính đúng không? Sao anh nghe em nói cái câu nói anh thương em quá trời, tôi nói bậy không, nói cái đừng có thương, em thương cái khổ dữ lắm. Cô thì thường thắp hương, cô cứ giái là anh ơi, anh ráng phù hộ cho em nha anh. Còn sống thì anh lo cho mẹ con em, mà giờ anh thác đi rồi thì anh ráng phù hộ cho em, đừng cho em nghĩ ngợi về những cái người nào hết. Để mình trong cái lòng mình nghĩ ngợi thì mình phải phân tâm, cứ giái ổng cứ giái vậy đó, để cho mà một cái tâm trí để mà ráng dẫn lên để mà mình nuôi con. Mẹ cũng bươn chải làm nhiều lắm từ ngày ba mất á,
thì mẹ cũng ráng dành dụm trong mẹ ăn kham ăn khổ lắm. Có ngày ở mình mẹ ở mình vậy chứ có lúc qua không thấy làm đồ ăn ngủ vậy đó. Thì hỏi thì mẹ ăn cơm với gì? Thế thì mẹ nói có mình tao à. Tao về bữa nay tao ăn chay. Cái mẹ đâm ướt cái cà pháo của mình á. Đâm ướt cái trộn cà pháo vậy mẹ ăn. Mẹ nhà mẹ ăn kham ăn khổ lắm. Rồi khô cá gì mẹ ăn chứ cũng không ăn thịt thà hay cũng ăn xài phung phí như người ta. Cái gì cũng lo cho con hết á. Rồi lúc học xong cấp 3 là có nói là mẹ thôi mẹ cho nghỉ học đi, ở nhà phụ mẹ. Mẹ không cho, mẹ nói là giờ chỉ có đi học cái chữ mới đổi nghề được, mới dạy mới bớt khổ được thôi. Nói đồng ngay cô mắc đi mần, cô cũng ít có đi thăm lơm tụi nó lắm. Cô chỉ điện tới, điện lui, cô nói chuyện vậy thôi chứ cô cũng không có gì đâu. Châu nó về dưới nó học nay 4 năm mà cô không biết chỗ ở đâu, không biết. Thật ra cô cũng dặn nó, cô nói là bây giờ này khổ quá để mẹ mần, mẹ ráng mần kiếm tiền nuôi tụi con. Nhưng mà đến rồi thì tụi con ráng khôn, giữ cái thân mình để sau này mai mốt có chồng có con người ta mới quý mình. Nó đam mê cái ngành này là nói thẳng nó cũng không có cho cô biết nữa. Tự nó trốn nó đi thi chứ nó không có cho cô hai. Cái chừng nó thi đậu rồi nó mới điện về nó mới cho hai. Nó thì nói thì giờ con lớn thì con thích cái nào thì con làm cái nấy. Từ nào giờ mẹ đã dốt rồi mẹ không có biết chữ. Chỉ biết đọc biết viết thôi, biết đọc biết viết cái tên mình vậy thôi chứ đâu có biết chữ nhiều đâu. Thì con thích thì con làm. Nhưng mà nó về thì nó cũng vẫn đi rẫy. Thì nói nhậu ngay hồi ban đầu thì cô cũng không biết cái ngành này là nó, cái tương lai nó ra làm sao cô cũng không biết luôn. Nói thẳng là cô không biết tới cái hiện trường bây giờ này cô còn vẫn chưa biết mà không có biết. Nhưng mà người ta chỉ nói sao bà vậy bà có đẻ đứa con đẹp quá trời luôn nè. Tôi nói trời nhỏ tôi cũng đâu có đẹp luôn, tại lên đó nó trang trí vậy thôi chứ nó cũng bình thường. Cô cũng muốn là để có thời gian để cô rảnh rồi cô cũng đi về chỗ của Châu ở dưới để cô tìm hiểu thử coi cái việc của Châu nó như thế nào. Đó, trong lòng cô cũng muốn như vậy đó. Thì em nó mê á, thì nó theo cái nghề thì mình cũng ủng hộ nó thôi. Mà cũng thấy cũng có nhiều người bàn tán ra vô á, thì mình cũng không biết cái nghề này nó làm sao. Tại nào giờ dân nhà nông không à, không có ai tiếp xúc gì với cái dạng gọi là showbiz hết á, nên mình không biết thực hư nó thế nào. Mà thì giờ chỉ khuyên em là nó ráng giữ vững cái tâm của nó để nó theo nghề, hay nó yêu nghề thì nó ráng nó phấn đấu nó theo nghề. Với lại giờ còn cái mong muốn nữa là nó ráng sắp xếp tạo điều kiện sao á, mà nó học để nó lấy ra được cái bằng. Tại vì giờ cũng còn có nửa năm nữa, lúc nó đi thi là cũng còn gần ra trường rồi. Chị cũng muốn nhắn với em á là con đường em chọn á thì em cố gắng em bước em đi, chứ ở trong cái giới showbiz này có nhiều cạm bẫy lắm, đừng để mình sa ngã theo cái cạm bẫy đó. Rồi người ta cười, rồi vòng vòng hàng xóm người ta cười, mẹ không có vui nữa. Thì ráng cố gắng đi theo con đường mình chọn vô cưng. Một mai mà nếu mà khi nào mà không còn thích đi trên con đường đó nữa thì về nhà, ở nhà mẹ với chị với em luôn mở rộng vòng tay chào đón em. Đừng có theo người ta rửa cạm bẫy này nọ. Cố gắng lên nha nhỏ. Em không ngờ là mọi người đến tới tận trường cấp 3, lại về tới tận nhà, rồi đi lên tới cả những cái nơi mà mẹ làm việc, mẹ hay làm việc thường ngày thì cũng là nó rất là bất ngờ. Mọi người phải lên mới biết là em trốn như thế chứ. Hồi lúc nhỏ thì em không nghĩ gì nhiều. Bởi vì đến tận đại học cấp 3, khi mà hết công cấp 3 rồi thì bắt đầu vô đại học á. Thì lúc đó em cũng trong đầu cũng có suy nghĩ là hay là mình nói chuyện với mẹ để mẹ lập gia đình lấy lúc nữa. Bởi vì em thấy là lúc đó là chị em bắt đầu đi học xa nhà rồi. Và ở nhà thì lại không còn ai nữa. Nhưng mà em chỉ nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà chưa, không nói với mẹ chưa lần nào em nói chuyện chính thức như vậy cả. Cũng nói với chị hai đó là
Chị hai đừng có lo lắng cho em nhiều quá. Chắc chắn rằng là em sẽ không đi theo những cạm bẫy và không đi theo những cám dỗ mà chị hai vừa nhắc tới. Chính vì vậy mà chị hãy yên tâm. Thế còn về cái chuyện mà học hành của em thì sao? Thì việc học thì chắc chắn là em cũng sẽ cố gắng để mà mình hoàn thành. Bởi vì bản thân mình cũng đã tâm niệm rồi. Mình không thể nào mà bỏ dở cái kỳ vọng của mẹ và cái việc mà mình đã... Chú là người khắc khe nhất. Mà đến bây giờ là chú nhìn con á, là Thành Đạt là chú rất là thương nó à, bởi vì là hồi đó là chú cấm đoán nhiều cái là không thể tưởng tượng được. Trừ mà nếu như mà tìm về cái ký ức là chú chả nhớ mặt à, bởi vì mình quá khó với con. Trong hành trình của cuộc đời có rất nhiều phút giây cha con ở bên nhau, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên người cha nghe những trải lòng của con gái. Cảm xúc dâng trào, không thể kiềm nén được, ông chỉ muốn chạy đến con của mình. Ekip chương trình đã cố giữ chú lại để cho những dòng tâm sự của diễn viên Lê Bê La được trọn vẹn. Thế hồi nãy giờ em thấy gì ba mẹ nói với em á? Thế nếu như em có điều gì muốn nói với ba á, em cũng muốn nói với ba cái gì? Trước giờ em với ba em là cũng hay khắc khẩu lắm. Mặc dù em ở ngoài Sài Gòn, ba ở nhà, lúc nào cũng nhớ, cũng hỏi thăm, cũng thương. Nhưng mà em lại mỗi lần về nhà là nói câu trước câu sau là thế nào là hai ba con cũng bắt đầu hơi lớn tiếng. Bao nhiêu tháng ăn không của năm đứa con rút cạn sức của ba. Và bây giờ em cũng không biết nói cái gì. Tại vì bây giờ em cũng có đôi lúc em cũng làm cho ba buồn nhiều lắm. Vậy em chỉ muốn thời gian thì nó sẽ, mình sẽ không có lấy lại được. Nhưng tận sâu trong tâm em, lúc nào em cũng thương nghĩ về ba mẹ thôi. Em chỉ mong muốn là ba mẹ của em sống thật lâu với tụi em, để cái ngày mà thanh thản thảnh thơi đó nó sẽ tới. Ba mẹ chỉ ngồi đó uống trà và vui vẻ cùng con cháu, chứ không phải là lam lũ ngoài đồng giống như bây giờ nữa. Đó là cái điều mà em ước mơ. Còn em muốn nói với ba mẹ em là em thương hai người nhất trên đời. Thêm một món quà nữa là của chương trình ở dưới nhà, và chương trình chuyển cho em. Thì đọc cho chị nghe với. Ok. Vợ chồng con và mấy em thương nhớ, nhân dịp có mấy anh về nhà mình làm phóng sự ngắn. Hôm nay các anh về, ba có đôi lời gửi thăm vợ chồng con, cháu ngoại cùng mấy em. Đã lâu rồi ba mẹ không có dịp tâm sự với các con. Con là chị lớn nhất và khổ nhất. Sau lưng con vẫn còn bốn đứa em học hành nghề nghiệp chưa đến đâu cả. Tất cả đang đè nặng lên hai vai con. Dù sao đi nữa, con phải cố gắng làm một tấm gương sáng cho các em con nhé. Ba mẹ có mấy nhiêu lời gửi cho con và các em. Hẹn ngày sum họp sẽ tâm sự nhiều hơn. Trước khi dừng bút thì ba không quên những gì ba mẹ đã dành cho con và các con thương nhất. Ba, thực ra bức thư này nó giống bức thư nghèo đi ra Sài Gòn quá. Nó chỉ thêm chữ có mấy đứa cháu à, có đứa cháu. Con lại đi trang luôn chị ơi. Thì cái vẫn này... là gánh nặng đó. Nhưng mà dù sao cũng có cái tương lai, nó vẫn có một cái hướng mở ra thôi. Yeah.
Dạ, nó khác cái bức thư trước là cầu mong là con được thành tài. Dạ. Con cũng được thành tài rồi. Nếu như mà đây không phải là bức thư mà là ba mẹ đứng trước mặt thì em xin thế nào? Nhưng dường như tất cả cảm xúc vỡ òa, người cha đã chạy nhanh đến cô con gái yêu. Tình cảm cha con đã thực sự làm tan chảy trái tim chúng tôi. Ôi, ba! Ba đâu vậy? Ba đâu vậy? Ba nhiều khi sáng kìa. Trời ơi! Ba đi một mình hả? Ba đi một mình hả? Mẹ không đi được. Sao vậy? Trời ơi, sao ba? Con không biết gì luôn. Chương trình đồng cho biết ngày cả ngày nữa ba. Ba gì chưa? Ba hả? Ba nhìn thấy con cũng là đồng bụng nghe. Hả? Ba muốn xuống xe chạy lại nhưng mà mấy anh không có cho ba làm. Dạ đúng rồi. Ba chứng kiến thấy con làm nghề rồi đúng không? Rồi. Chứng kiến thấy. Ba có giống vô. Đó có giống như hồi con ở trước quầy nhà không? Ba, hồi nãy mình để ba xuống á, là có cả cái ekip quay là bên đó thôi, không có nghỉ chứ. Ba thấy khổ quá, yêu nghề khổ quá, quá khổ. Ôi trời ơi, khổ ba đây ba đi luôn hả? Thì anh chị lên đón tại bên hàng. Lần đầu tiên mà phải làm một cái cuộc theo dõi từ xa như vậy. Là bây giờ đã gặp em rồi, chú thấy làm sao? Chị tự nhiên là nghe trong lòng nghe nhẹ. Cái hồi